Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình Trang địa phương Đại Lộc phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ là các thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 19 khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Nông dân Đại Lộc tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập hội. Làng nông nghiệp hữu cơ đạt chứng chỉ EU đầu tiên ở xứ Quảng. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị lần thứ 19 khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết huyện ủy 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý tư năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 65.944 tấn, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 là hơn 939 tỷ đồng, đạt 98% dự toán tỉnh, 95% dự toán huyện. Trong đó, thu phát sinh kinh tế trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 đạt 163 tỷ đồng, đạt 86% dự toán tỉnh, 75% dự toán huyện và giảm 9% so với cùng kỳ. Huyện quyết định phê duyệt hỗ trợ xây mới 100 nhà, sửa chữa 193 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 11,7 tỷ đồng. Tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bản Hùng ca Bất Diệt với hơn 39.000 lượt người tham gia và cuộc thi viết Chiến thắng Thượng Đức, Ký ức Hào Hùng với 4.011 bài dự thi. 9 tháng đầu năm 2021 đã kết nạp 106 đảng viên, đạt 84,4%. Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm quý tư năm 2024, xây dựng kế hoạch công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện và dự thảo phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2024, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý tư năm 2024, thực hiện các đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Dịp này, hội nghị tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của tỉnh ủy khóa 22 về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và sơ kết tổng kết các chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Huyện ủy Đại Lộc cũng vừa tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên năm 2024 và giới thiệu mô hình số hóa các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có hơn 300 đại biểu. Đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe báo cáo viên truyền đạt chuyên đề kết quả hội nghị thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Hội nghị đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ đảng viên công chức các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức lý luận chính trị, kịp thời nắm bắt các chủ trương mới của Đảng, góp phần phục vụ công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng. Cũng trong hội nghị này, huyện ủy giới thiệu mô hình số hóa các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. Huyện Đại Lộc vừa tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, chính quyền trên địa bàn huyện. Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo huyện và đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan từ huyện đến xã thị trấn. Buổi tọa đàm đã thu hút được nhiều ý kiến thảo luận, góp ý của các đơn vị địa phương về công tác dân vận trên các lĩnh vực, đặc biệt là vai trò của công tác dân vận trong các vấn đề nổi cộm hiện nay, như những tồn tại khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, công tác dân vận trong quá trình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải pháp thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kinh nghiệm trong vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tái định cư để thực hiện các dự án.
kinh nghiệm công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, thực trạng và giải pháp của công tác dân vận trong việc tiếp công dân, giải quyết chính sách đối với đối tượng chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng nhằm vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận. Những năm qua, hệ thống chính trị từ huyện đến xã ở huyện Đại Lộc đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đã mang lại hiệu quả thiết thực. Mới đây, tại xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc đã diễn ra lễ khánh thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 9204D. Tham dự lễ có đại diện sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo của huyện Đại Lộc. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9204D do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tới Thời Cao Nguyên đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 5.500 m², nằm trên tuyến quốc lộ 14B dẫn lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang, kết nối với đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tây Nguyên có lưu lượng phương tiện đông đúc. Đây còn là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đầu tiên nằm ở vùng Tây Quảng Nam, đáp ứng nhu cầu đăng kiểm ngày càng tăng nhanh số lượng các phương tiện cơ giới tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành phố khác. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm chuyên môn cao cùng hệ thống dây chuyền kiểm định được đầu tư xây mới hiện đại, đồng bộ, vận hành đúng theo quy chuẩn kiểm định quốc gia, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9204D có thể thực hiện quy trình kiểm định, đánh giá chất lượng xe cơ giới với số lượng hơn 25.000 chiếc trên mỗi năm, đáp ứng nhu cầu của chủ phương tiện vận tải, góp phần đảm bảo chất lượng xe cơ giới tham gia lưu thông, giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Tại lễ khánh thành, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tới Thời Cao Nguyên đã trao tặng hỗ trợ 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình khó khăn tại huyện Đại Lộc với tổng trị giá 120 triệu đồng, tặng thiết bị giáo dục cho trường mẫu giáo xã Đại Nghĩa trị giá 50 triệu đồng. Đoàn công tác Hội đồng Hương Đại Lộc tại thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chuyến thăm và tặng quà tại huyện Đại Lộc. Tại buổi làm việc, Hội đồng Hương huyện Đại Lộc tại thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 30 bộ máy vi tính cho trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ Đại Lãnh và trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu Đại Cường, hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 120 triệu đồng cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời ủng hộ 50 triệu đồng cho đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão số 3. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc phối hợp với Hội đồng Hương Đại Lộc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Học, chú thôn Gia Huệ, xã Đại Minh. Dự kiến ngôi nhà có tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, trong đó Hội đồng Hương Đại Lộc tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vận động hỗ trợ 3.000 viên gạch, phần còn lại do gia đình đóng góp. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đại Lộc vừa tổ chức ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh năm 2024. Tại ngày hội, các tổ chức hội cơ sở đã trưng bày 24 gian hàng gồm các sản phẩm ô cốp, sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp, sản phẩm tiêu biểu từ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống của địa phương. Đồng thời diễn ra nhiều hoạt động như diễn đàn khi phụ nữ làm chủ, vinh danh phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu, hội thi livestream bán hàng trên không gian mạng, hội thi đấu trường tri thức, ẩm thực vị quế. Đây là dịp để chị em giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn vốn, mở rộng thị trường và thu hút các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của hội viên phụ nữ. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận động chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện trao tặng 10 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa. Mới đây, tại xã Đại Hồng, Hội Nông dân huyện Đại Lộc đã tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, gặp mặt cán bộ hội viên nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 2024. Tại đây, Hội Nông dân huyện Đại Lộc phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đại Hồng và Công ty May mặc Huy Hoàng tổ chức giao lưu thể thao môn bóng đá nam 7 người và bóng chuyền nam nữ. Chương trình diễn ra trong không khí phấn khởi sôi nổi giữa các đội bóng, tạo môi trường giao lưu gắn kết giữa các đơn vị và các cán bộ hội viên nông dân, góp phần đẩy mạnh xây dựng công tác hội và phong trào nông dân, phong trào thể dục thể thao trong công nhân, người lao động. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 10 suất quà hỗ trợ hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn xã Đại Hồng. Tại buổi gặp mặt,
nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại các mốc son truyền thống, thành tựu vẻ vang của giai cấp nông dân trong 94 năm thành lập và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Hội Nông dân huyện Đại Lộc đã công bố quyết định và khen thưởng cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, khen thưởng cho 2 đơn vị đã có thành tích trong việc triển khai nền tảng số cài đặt app Nông dân Việt Nam năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều hội viên nông dân tại làng Xuân Nam, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc đã gắn bó với sản xuất nông nghiệp hữu cơ gần 10 năm qua. Từ sự hỗ trợ của chính quyền liên kết với doanh nghiệp và sự nỗ lực từ phía người nông dân, trang trại liên kết canh tác Xuân Nam đạt các chứng nhận hữu cơ quốc tế Mỹ, Liên minh EU, Nhật Bản. Đây là làng nông nghiệp hữu cơ đạt chứng chỉ quốc tế đầu tiên ở xứ Quảng, mở ra hướng sản xuất tiêu dùng an toàn, nâng cao giá trị nông nghiệp bền vững, nông nghiệp vì cộng đồng trong xu thế hiện nay. Qua 8 năm liên kết sản xuất, ban đầu phía công ty, địa phương và các hộ nông dân tham gia đối diện với nhiều khó khăn về thay đổi phương thức, thói quen sản xuất, địa phương tích cực trong công tác chỉ đạo, nỗ lực điều hành xây dựng vùng liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Người nông dân dần thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của nông nghiệp, bảo vệ môi trường. Từ vài hecta liên kết ban đầu, đến nay vùng sản xuất đậu phụng, mè đen hữu cơ của làng Xuân Nam lên gần 7 hecta. Bà con bây giờ cũng rất phấn khởi vì làm cái đậu xanh. Thứ nhất là mong là kinh tế cao, là không có độc hại gì đến sức khỏe của con người. Hiện nay, nông dân làng Xuân Nam sản xuất theo đúng quy trình canh tác hữu cơ, hoạt động chăm sóc, bón phân và thu hoạch đều có hệ thống camera giám sát. Mỗi năm, nông dân chỉ sản xuất 2 vụ và thời gian còn lại để đất nghỉ ngơi. Nông sản hữu cơ được công ty bao tiêu toàn bộ sản lượng và thu mua cao hơn từ 2 đến 3 lần so với giá cả thị trường. Cũng vì thế mà nông dân gắn bó với công ty và đón nhận phương thức sản xuất nông nghiệp hữu cơ một cách vui vẻ và hào hứng. Thì cái sản phẩm nó ổn định và giá cả của thị trường thì nó cao hơn nguồn thị trường rất nhiều. Nói chung là rất yên tâm cho bà con nông dân để thu mua các mùa vụ đậu và mè từ 2016 đến bây giờ. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, công ty và người dân đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất cây mè đen, cây đậu phụng trên cơ sở canh tác hữu cơ an toàn, không hóa chất, không thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sản xuất lẫn người tiêu dùng. Gần đây, mô hình đã đi vào ổn định, hoàn chỉnh hơn. Nhận thức của nông dân được nâng lên rất nhiều. Địa phương cũng kề vai sát cánh cùng với công ty và người dân duy trì tốt mô hình, trực tiếp chỉ đạo nông dân tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất hữu cơ. Kết quả lớn nhất mang lại đối với việc liên kết sản xuất là trước hết là cái thứ nhất là tăng nguồn thu nhập trên đầu sầu, cái thứ hai thì ổn định đầu ra cho bà con nhân dân, cái thứ ba thì mang lại sản phẩm sạch để cung ứng ra các thị trường nguồn trang và nguồn nước, có thể là ra các thị trường khó tính như là các nước châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản. Sản phẩm từ cây mè đen, cây đậu phụng được canh tác hữu cơ tại vùng đất Xuân Nam được công ty thu mua ép lạnh, tạo sản phẩm chất lượng thân thiện, có định danh vùng trồng và xuất nguồn gốc. Từ sự nỗ lực này, làng Xuân Nam được cấp chứng nhận là trang trại hữu cơ quốc tế Mỹ, EU, Nhật Bản là hoàn toàn xứng đáng so với nỗ lực của công ty và các hộ nông dân. Đây là tín hiệu vui khi từ đây bà con được hưởng lợi nhiều hơn, hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường và vì cộng đồng. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Trai địa phương Đại Lộc phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.